Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại UTV. Và đây như các bạn có thể thấy, mình có một cái chiếc điện thoại Android. Và các bạn có thấy cái viền không? Đó, hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi quẩy. Và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn, chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể tạo ra một cái viền đèn LED nhấp nháy ORB như thế này. Đó, rất là đẹp đúng không? Và ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu nha. Và cái ứng dụng mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là Borderline Wallpaper. Thì mình sẽ truy cập vào CH Play và các bạn sẽ tải về ở bên dưới phần miêu tả của video. Mình cũng đã để đường link ở bên dưới rồi. Đó, các bạn sẽ nhớ cái ứng dụng này nha. Và sau khi tải về xong thì chúng ta sẽ có cái icon như thế này. Rồi, truy cập ứng dụng luôn. Đó, Borderline. Và tiếp theo các bạn sẽ chọn cho mình vào Active. Đó, thì hiện tại thì lúc nãy mình có set up được cái phần giọt nước này rồi, cho nên là bây giờ mình chỉ việc áp dụng là xong. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để chia sẻ cho các bạn cách để chúng ta có thể set up được nha. Đầu tiên ở phần animation speed thì các bạn sẽ tùy chỉnh được cái tốc độ nhấp nháy của cái phần viền này. Đó, các bạn sẽ kéo lên thì nó sẽ nhấp nháy nhiều hơn. Tiếp theo là border thickness on home screen thì các bạn sẽ tùy chỉnh được cái phần viền dày ở phần màn hình home screen. Đó, các bạn sẽ giảm xuống hoặc là tăng lên tùy thuộc vào các bạn. Và ở bên dưới cũng vậy, nhưng mà nó ở phần màn hình lock screen. Đó, thì các bạn sẽ tùy chỉnh được. Tiếp theo ở phần top corner radius thì các bạn sẽ tùy chỉnh được cái phần bo cong ở phần viền này. Đó, các bạn sẽ nhìn ở bên trên với mình nha. Đây, đó. Và ở bên dưới thì sẽ là cái phần bo ở phần bên dưới đây. Đó, và mình sẽ bo nó lại cho nó vừa với cái phần màn hình nhất có thể để chúng ta có thể có được cái phần đèn LED ORB một cách đẹp nhất. Tiếp theo ở phần color thì các bạn sẽ nhấp vào những cái hình như thế này để chúng ta có thể tùy chọn được cái phần viền nó nháy theo hình nào. Ví dụ các bạn tăng cái phần màu xanh lên thì nó sẽ có phần màu xanh. Ở đây thì mình thích màu hồng và ghét sự da dối, cho nên là mình sẽ chọn màu tím cho nó BD một tí xíu. Đó, và mình sẽ chọn là ok. Xong. Và tiếp tục ở xuống cái phần setup ở bên dưới, các bạn sẽ chọn là enable background image, có nghĩa là các bạn sẽ có một cái hình nền ở bên dưới. Và đây show background image setting thì các bạn sẽ tùy chỉnh được cái độ blur của cái hình nền mà các bạn sẽ chọn. Đó, thì cái này thì tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn thôi. Và cái phần quan trọng nhất đối với những cái thiết bị có màn hình giọt nước như cái chiếc Oppo mình đang có ở đây thì các bạn sẽ enable not và tiếp tục và show not setting. Đây, mình sẽ chọn vào và chia sẻ cho các bạn cách setup. Thì đầu tiên ở phần Note 2 thì các bạn sẽ chọn cho mình khoảng 30%. Đó, đây mình sẽ tùy chỉnh lại cho nó vừa với cái phần hõm của cái giọt nước của mình. Tiếp theo ở phần Note Center Width thì đây các bạn sẽ tùy chỉnh được cái độ rộng của cái note. Và với mình thì mình sẽ giảm nó xuống hết mức. Đó, và tiếp tục phần Note Size, đây có nghĩa là cái phần bo phần cong này thì các bạn sẽ giảm lại cho mình. Đây, đâu đó khoảng 50%. Và tiếp tục với cái phần này. Đây. Thì cũng là tùy chỉnh được cái phần bo cong luôn và các bạn sẽ giữ cho mình khoảng 55%. Và tiếp tục ở phần bên dưới, đó chính là cái độ cong của cái nốt. Đó, thì bạn sẽ bo lại cho mình. Đây. Và sau khi mà chúng ta tùy chỉnh được vừa với cái phần nốt rồi thì các bạn sẽ thải ra, và như vậy là chúng ta sẽ vừa cái phần giọt nước luôn. Đó, và cái này sẽ là cái tùy chỉnh quan trọng nhất ở trong cái phần mềm này. Thực sự nếu như những bạn nào mà chúng ta sử dụng mà tay thỏ bình thường á thì khi mà lên ứng dụng này nó sẽ tự động nó bo theo cái tay thỏ luôn. Còn với những bạn nào mà chúng ta sử dụng những cái màn hình giọt nước thì các bạn sẽ phải tùy chỉnh một chút. Thì mình sẽ chụp cái màn hình này và mình để ở bên trên để bạn có thể dễ dàng theo dõi và tùy chỉnh được cái phần này nha. Đó, và như vậy là chúng ta đã setup xong cái phần đèn LED ORB rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ đi ba và chúng ta sẽ cùng quẩy nó thì nó sẽ rất là tuyệt. Ok, đây. Đó, và một điều mà mình cần phải lưu ý của các bạn cho các bạn đó chính là cái phần ứng dụng này nó sẽ không hiển thị ở trong những cái app và chỉ là màn hình home screen thôi. Cho nên là mình nghĩ là nó sẽ không có tốn pin quá là nhiều. Đó, và mình nghĩ là nên giảm cái phần animation speed này xuống một tí tại vì nó nháy nhiều quá mình nhức con mắt. Đây, và xong. Và như vậy là các bạn đã có thể set up được một cái viền LED ORB như thế này rất là đẹp. Ok. Ok, và như vậy là mình vừa chia sẻ cho bạn cách để chúng ta có thể tạo một cái viền đèn LED ORB như thế này ở trên những cái thiết bị Android. Và thực sự là nếu như các bạn tăng cái kích cỡ cái viền LED này lên thì cái máy của các bạn nó sẽ tốn pin nhiều hơn và
Tùy thuộc vào từng máy thì nó sẽ hiển thị ngoài màn hình lock screen. Trên cái chiếc Oppo hiện tại mình đang demo á thì nó không có hiển thị được ngoài màn hình lock screen, nhưng mà nếu như những bạn nào mà chúng ta có hiển thị được thì hãy comment với mình ở phía bên dưới nha. Và những bạn nào mà chúng ta xài những cái thiết bị mà có cái kiểu màn hình giọt nước như thế này mà các bạn tùy chỉnh khó khăn á thì các bạn hãy vào clip của mình và mình để cái thông số để bạn có thể set theo. Thực sự thì nó sẽ không có để số thì bạn có thể ướm chừng được cái khoảng mà chúng ta có thể set up được cái phần giọt nước như thế này, cũng tương đối là đơn giản thôi. Ok, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Và nếu như những bạn nào có những cái app hay hơn hoặc là những cái mà nó cool ngầu như thế này để chúng ta có thể vào ba chúng ta quậy á thì hãy comment với mình ở phía bên dưới luôn nha. Cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Bù TV để ủng hộ mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Ok, và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn xem video của mình ở Điện Thoại Bù TV thì hãy cho bọn mình một subscribe kèm với cái nút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh nha. Tiện thể thì like luôn vào fanpage Điện Thoại Bù TV để ủng hộ mình nhé.